Đèn pin siêu sáng KM205 nha các bác nhá. Đấy, hôm nay em giới thiệu tất cả các bác về cái mẫu đèn này thì siêu sáng luôn. Khi các bác mua hàng về thì sẽ có một cái hộp như này nhá. Các bác khui ra sẽ có một cái hộp như này, một chiếc đèn và một cô gái nha. KM205 này, đèn hàng chuẩn luôn, hàng chuẩn luôn nhá. Bên em nhập khẩu trực tiếp luôn các bác. Giá thì cực kỳ rẻ thôi mà soi thì cực kỳ sáng nha các bác nhá. Đấy các bác ơi, đây. Được bảo ở bên trong thì sẽ được bọc bằng một chiếc túi chống sốc nhá, cực kỳ là an toàn luôn, không bị đi khi mà mình vận chuyển nó sẽ không bị va đập. Đấy. Cái đèn này thì mình có thể vừa có thể cầm tay nha bác nhá, vừa có thể cầm tay và vừa có thể đội đầu. Khi mà các bác cầm tay thì các bác đeo cái đèn vào đây cho em, gài vào đây. Đấy, các bác gài vào đây cho em nhá, mình có thể cầm tay và khi mà mình ấn mình có thể ấn nút ở đây nhá. Đấy, cực kỳ sáng luôn, có hai chế độ sáng cho em nhé, hai chế độ luôn, là một chế độ là sáng vừa và một chế độ là sáng mạnh nhé. Đây là ánh sáng vàng em ơi nhá, ánh sáng vàng thì mình nhìn có thể dễ hơn nhé, ánh sáng vàng mình đi soi mình nhìn các vật dễ nhìn hơn là ánh sáng trắng cho em nhé các bác nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Bác nào mua hàng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình nhé bác nhá. Đấy, phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có một cái dây này để mình đội vào đầu nhá. Đấy, khi nào mà các bác đội đầu các bác bỏ cái dây này ra và các bác cài vào đây, các bác cài vào đây. Đây, cài vào đây cho em nhé, các bác cài vào đây cho em nhé. Đấy, các bác cài vào đây, các bác đội lên đầu cho em nhé. Các bác cài vào đây và các bác đội lên đầu. Và đây là dây sạc nha, hết pin mẹ sạc. Cái này mình, cái đèn KM205 này các bác dùng liên tục cho em nhé. Liên tục cho em trên 20 tiếng nha bác nhá. Dùng liên tục trên 20 tiếng, gần 30 tiếng cho em nhé. Cực kỳ là lâu luôn. Đấy, giá thì nó vào tầm trung thôi, rất chi là rẻ nhé. Bác nào mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Đấy, em chào toàn thể các bác nha. Đấy, ok. Các bác ơi, cái đèn này nhá, để em test cho các bác xem này. Đây là mình nhìn qua điện thoại thì nó chỉ được 5 thôi, còn mình nhìn ở bên ngoài nó sẽ được 10 và trong điện thoại chỉ được 5 thôi. Cái này mình dọi xa nó có thể khoảng tầm 200m cực kỳ rõ luôn. Dọi xa 200m cực kỳ rõ cho em nhá. Dọi xa 200m cực kỳ rõ luôn các bác nhìn này. Cực kỳ rõ luôn. Ok nhá, em cảm ơn, em chào các bác ạ.